chiếc váy tiệc quốc lộc quen được trong tay môi quan trần mềm mại, cổ cao kiêu hãnh của cô dâu và những đường may thắt eo tinh tế. Đây là một lựa chọn số một cho những cô dâu yêu thích sự sexy và sang chảnh. Xin thu một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón. We'll be right back.
rất tâm huyết với nghề. Và đặc biệt hơn nữa, chị là một người phụ nữ rất đa tài, nhiều lần đi đào các chương trình đi từ thi ở tỉnh ở trung ương đều mang về các giải rất cao cho quê hương Bắc Hà. Chị chính là niềm tự hào của ngành y tế Bắc Hà. Vâng, người phụ nữ ấy đã có rất nhiều đêm chăn trở, sau đó chị đã quyết định dỡ sang một bước ngoặt mới, đó là mở tiệm hàng áo cưới và tạo được chiếc áo của lưng màu trắng ăn tiệm áo cưới. Và đặc biệt ngày hôm nay chị toàn tâm toàn ý với niềm đam mê của mình, là với mong muốn mang đến cho những cặp duyên hương khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Người phụ nữ ấy là ai? Xin được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu chị Thi cùng với phu quân của mình, anh Thuận sẽ di chuyển trên sân khấu để ra mắt.